Tiếp tục phần nhận định, soi kèo ngoại hạng Anh của phạt đền hôm nay sẽ là trận cầu giữa Leeds và Chelsea diễn ra vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 trên sân Elland Road, không cùng đẳng cấp. Trước tiên chúng ta hãy cùng nhận định về hai đội bóng Leeds và Chelsea nhé. Leeds United bước vào trận đấu này sau trận thua 1-2 trước Arsenal của Mikel Arteta. Đây là thất bại thứ hai trong 5 trận đấu gần đây tại Premier League của họ. Một cú đúp đầu hiệp 1 của tiền đạo trẻ đã đảm bảo chiến thắng cho Arsenal. Trung vệ người Tây Ban Nha Diego Llorente đã ghi một bàn thắng an ủi cho Leeds United, người đã để hậu vệ phải lúc Ailing bị đuổi khỏi sân trong hiệp 1. Leeds đang cố gắng vật vã để thoát khỏi vùng đèn đỏ nhưng dường như chiến lược hung ho của họ có thể khiến đội bóng này rơi vào sai lầm một lần nữa khi Chelsea đang có phong độ rất cao và có khả năng sẽ nhấn chìm Leeds. Ở bên kia chiến tuyến, Chelsea đã hòa 2-2 trước Wolverhampton Wanderers vào thứ Bảy vừa qua. Một cú đúp trong hiệp 2 của tiền đạo người Bỉ Romelu Lukaku đã bị hủy bỏ bởi các bàn thắng muộn của cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha Francisco Trincao và trung vệ Connor Cody cho Wolverhampton Wanderers. Đội bóng này hiện đang có phong độ khá bất ổn khi mà những trận đấu gần đây họ liên tục bị tạch và cầm hòa. Vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của The Blues có nguy cơ sẽ bị đe dọa bởi Arsenal khi mà cách biệt giữa họ chỉ có một điểm. Do đó, họ buộc phải chơi hết sức tập trung nếu như không muốn bị cướp mất vị trí. Về đội hình dự kiến Leeds và Chelsea các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Giờ chúng ta sẽ soi kèo giữa Leeds và Chelsea nhé. Trong 5 lần đối đầu giữa đôi bên, Chelsea đang nắm ưu thế rõ ràng khi thắng 4 trận. Trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Leeds United đang gặp khó khăn lớn, câu lạc bộ hiện đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với đội xếp thứ 17 là Burnley. Mặc dù có một số kết quả ấn tượng kể từ khi có Jesse Marsh làm huấn luyện viên, nhưng Leeds United vẫn phải vật lộn để đối phó với những đối thủ đáng gờm. Vừa qua họ đã đối mặt với Manchester City và Arsenal trong 2 trận đấu gần nhất. Giờ họ sẽ đối đầu với Chelsea, một đội bóng đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và đã thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Kỷ nguyên Roman Abramovich sắp kết thúc với việc Todd Boehly trở thành chủ sở hữu mới của câu lạc bộ. Nhìn vào phong độ hiện tại giữa hai đội có thể thấy rằng Chelsea đang nắm ưu thế hơn rất nhiều. Do vậy, chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ giữ vững vị trí của mình với chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà. Nhưng The Blues vẫn không nên xem thường đối thủ khi mà họ đã không còn gì để mất và sẽ bất chấp tất cả để có thể đánh bại đối thủ. Cụ thể phạt đền xin dự đoán kết quả soi kèo giữa Leeds và Chelsea như sau. Dự đoán tỷ số 0-2. Kèo châu Âu, chọn Chelsea. Kèo chấp châu Á, Chelsea chấp 1 trái. Kèo tài xỉu, xỉu 2 trái rưỡi, 3 trái. Trên đây chỉ là phần dự đoán không phải một lời khuyên. Anh em hãy cân nhắc khi xuống tay và nhớ đừng quên theo dõi, like, share ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn.